Hello, hello, Vanessa xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay ngày 19 Tây tháng 10, Vanessa xin chia sẻ về cái nội dung mới của gói cứu trợ. Cái thứ nhất đó là cái việc đàm phán giữa bà Pelosi và ông Mnuchin. Thì hôm nay, buổi tối ngày hôm nay sẽ có cuộc đàm phán vào lúc 4 giờ chiều giờ của New York Times. Và cũng có một cái cảnh báo là chỉ còn 36 giờ còn lại để họ đàm phán thôi. Thì Tổng thống Donald Trump cũng đã có cái bài phát biểu hôm qua ở trên Las Vegas đó quý vị. Thì ông cũng có nói về gói cứu trợ và ông nói như thế nào thì Vanessa sẽ chia sẻ với quý vị. Và bức thư buổi chiều ngày hôm chiều tối ngày hôm qua là ngày 18 tháng 10, bà Nancy Pelosi nói gì trong bức thư này để gợi mở ra cái sự đàm phán trong buổi chiều ngày hôm nay. Và cuối cùng đó là chi tiết của cái tấm bill và cái ngày vote ngày mai, ngày thứ ba và ngày kia là ngày thứ tư đó quý vị. Ngày 20 tháng 10 và ngày 21 tháng 10 thì bên đảng Cộng hòa Thượng viện ông Mitch McConnell chỉ đạo vote trên cái stand bill alone và cái gói skinny trong hai cái ngày đó. Thì cái nội dung vote đã có sự thay đổi thì chi tiết như nào Vanessa sẽ chia sẻ trong cái video này cho quý vị nha. Thì trước hết là Tổng thống Donald Trump hôm qua ông ấy đã chiều tối muộn của ngày hôm qua ông đã có cái bài phát biểu là sau khi bà Nancy Pelosi đã đưa ra cái cuộc đàm phán gia hạn trong vòng 48 giờ đó quý vị, thì ông đã nói là tôi vẫn muốn là giữ cái sự đàm phán nếu như mà bà Nancy Pelosi bên đảng Dân Chủ tiếp tục làm việc trên cái gói đàm phán đó thì ông vẫn sẽ giữ cho dù nó có sau có nếu như mà nó không có được thông qua trước ngày bầu cử á, thì nếu như nó được nó bị sau ngày bầu cử thì ông cũng muốn nó nhanh chóng được xảy ra. Thì ông có hé lộ rằng ông sẽ đẩy cái gói cứu trợ từ 1.888, có nghĩa là hôm trước là 1.800 nhưng ông đã đẩy lên 1.880 tỷ rồi quý vị nha. Và ông nói là ông sẽ đẩy lên 2.000, thì ông đẩy lên 2.000 tỷ thì liệu bên đảng Dân Chủ bà Pelosi có đồng ý hay không? Thì đấy sẽ được diễn ra trong ngày hôm nay trong cái cuộc đàm phán giữa Mnuchin và bà Pelosi vào buổi chiều ngày hôm nay. Nếu như được đồng ý thì chúng ta sẽ chờ đợi nha, thì sẽ có những bước tiến triển mới. Còn lại họ nói là bên đảng Cộng Hòa hầu hết các thượng nghị sĩ đều không muốn gói cứu trợ nhiều hơn 1.800. Vậy Tổng thống Donald Trump dựa vào cái lý do gì để mà hy vọng là ông nâng lên 2.000 tỷ thì họ sẽ đồng ý? Thì ông nói là ông nói một cách rất chắc chắn rằng ông sẽ thuyết phục được những người thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đồng ý với cái gói 2.000 tỷ nếu như ông nâng lên trong cái buổi đàm phán ngày hôm nay, nếu như họ đạt được cái đàm phán. Đó thì chúng ta cùng chờ xem, ông nói rất chắc chắn. Và Vanessa sẽ chia sẻ thông qua loa cái thư của bà Nancy trong cái buổi tối ngày hôm qua. Thì bà lại gửi thư cho bên những người của đảng Dân Chủ của bà ấy. Thì bà lại gửi cho các đồng nghiệp thân mến của bà và bà lại tiếp tục đưa ra những cái điều rất là đau đầu, có nghĩa là những cái new case á. Thì bà nói là ngày hôm qua 69.000 case là bà nói là con số cao nhất trong cái tháng này, nên bà rất là lo sợ là cái sự tăng trở lại và cái sự những cái tỷ lệ người ra đi cũng rất là tăng, và bà rất là lo lắng cho người dân Mỹ làm thế nào để mà bảo vệ được cái cuộc sống của người dân Mỹ trong cái giai đoạn đại dịch như vậy. Và bà nói tiếp tục đến những cái phần đàm phán giữa bà và ông Mnuchin, là bà nói là ông Mnuchin đã xem cái language testing để cho bà xem cái sự đàm phán của họ như nào. Thì bà nói là bà ấy mong muốn ở cái điểm mà là phải thay đổi là từ những cái từ trong cái ngôn ngữ testing đó quý vị, là bà muốn thay đổi những cái từ này một cách rõ ràng, có nghĩa là phải thay đổi những cái cụm từ đó quý vị, là bà nói là bắt buộc phải thay đổi chứ không có cái chuyện là để cái từ so, thì bà nói là sẽ biến nó thành từ có thể, sẽ thì sẽ thành có thể này, rồi thì đề xuất thì và kế hoạch chiến lược thì sẽ thành chiến lược, thì hai cái từ giống như là đổi cái ngôn ngữ mà họ điêu với nhau đó quý vị. Thì Vanessa cũng không hiểu cái ngôn ngữ testing này, họ bàn cãi từ mấy hôm trước rồi, requirement thì thành recommendation, còn kế hoạch thì sẽ thành chiến lược đó. Thì bà muốn thay đổi những cái từ cụ thể là như vậy, và họ vẫn còn rất là bàn cãi về cả cái phần
tax credit cho trẻ em mà bên Đảng Cộng Hòa trong cái bill thì không có, thì bây giờ họ cũng muốn đàm phán trên cái này. Tiếp theo để xem bà nói về cái gì nữa nào. Đó thì ở bên trong này nữa thì bà lại tiếp tục nói về cái funding social school local government này, state này, thì bà cũng muốn có những cái thay đổi về bên nội dung ở bên trong. Rất nhiều những cái phần nhỏ thì bà muốn là hôm nay kết thúc luôn, thì sẽ kể cả cái phần tiền thất nghiệp luôn, và kể cả cái phần gọi là điều tra dân số này, là bà muốn làm hết trong vòng trong cái đàm phán của buổi chiều ngày hôm nay. Thì chúng ta cùng chờ xem cái đàm phán nó sẽ đi đến đâu. Thì bức thư này bà chỉ nói tóm lại những cái phần bà muốn đàm phán, bà gửi gắm đến những cái người ở bên cái phía đảng của bà để biết được rằng là cái nội dung của ngày hôm nay là bà muốn những cái gì. Thì chúng ta cũng chờ xem. Thì đó là cái bức thư của bà và cái sự đàm phán, cái lịch đàm phán của buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng nó sẽ có kết quả quý vị nha. Còn tiếp theo là cái bio thì như Vanessa đã chia sẻ với quý vị rồi, nhưng mà hôm nay nó lại có một chút thay đổi, nên Vanessa sẽ chia sẻ lại với quý vị. Cái chi tiết bio của ngày mai là ngày thứ ba, thì họ chỉ vote trên cái PPP stand bio alone riêng biệt nha quý vị. Và cái khoản này là cái khoản tiền họ nói là cái khoản mà họ ấy, lấy từ cái đợt khe lạch lần một đó quý vị. Họ sẽ sử dụng cái khoản tiền đó, mà Vanessa đọc hai cái bài báo nó có hai con số khác nhau, nên Vanessa không dám ghi cái số tiền ra đây. Một bài báo là ghi là 157 tỷ, còn một bài báo là ghi 257. Thành ra là Vanessa không biết cái con số nào nó chính xác, thì em sẽ không có ghi con số trong cái ngày mai vote ra đây. Em sẽ chỉ ghi cái con số 500 tỷ bill của ngày mai thôi, tại vì cái bill của ngày thứ tư thôi. Cái bill của ngày thứ ba là con số là họ nói là lấy từ cái phần của khe lạch nha quý vị nha. Còn cái số tiền này là sao, là cái bill 500 tỷ mới, là cái phần tiền mới nha quý vị. Đấy, cái bill của ngày thứ tư là người ta gọi là skinny bill á, thì nó chỉ có 500 tỷ trong cái bill này thôi, và nó không có 1.200 và không có hàng không. Ủa, con ngồi xuống xem nào, trời ơi. Trời ơi, em sorry cả nhà, không biết em đọc đến cái chỗ nào rồi. Con em gián đoạn, em lại phải đi chơi với con em, rồi em quay lại mà em không biết đọc đến cái đoạn nào rồi cơ. Tại vì cái này em chưa có xếp, thành ra không có check lại được là mình đọc đến đoạn nào rồi. Thôi cứ đọc từ cái bill bên thứ tư đi, chắc là từ đoạn trên này không thấy cái chữ nốt ở đây này. Thì cái phần thứ nhất sẽ ở trong cái gói skinny bill vào ngày thứ tư vote thì sẽ có tiền gia hạn tiền thất nghiệp quý vị nha. Sẽ được gia hạn gối với chương trình của phim mà chúng ta đã hết và được nhận tiếp tục cho đến ngày 27 tháng 12 cuối năm nay, năm 2020 đó quý vị. Và sẽ chỉ được cũng 300 trên một tuần thôi. Đó thì đấy là cái phần gia hạn tiền thất nghiệp. Và họ cũng có cả PPP trong cái gói này luôn, nhưng họ không có ghi chi tiết bao nhiêu tiền. Họ chỉ ghi chi tiết của bưu điện là 10 tỷ này. Còn lại trường học thì họ ghi là 105 tỷ này. Và phần sức khỏe thì hospital thì họ có ghi 31 tỷ cho cái phần sức khỏe công cộng cộng đồng, và 16 tỷ là cho cái phần của COVID corona testing. Và họ có cả khoản tiền cho nông nghiệp là 20 tỷ này, và thủy sản là 500 triệu này. Đó, còn lại là liability protection là họ cũng có, nhưng họ không có ghi cái con số chi tiết là bao nhiêu, tại vì bên trong cái này nó có khoảng độ mấy chục cái những cái nhỏ nhỏ đó quý vị. Và họ cho rằng những cái khoản này rất khó được chấp nhận. Đó thì ông Miss McConnell ông ấy đưa ra rất nhiều những cái chi tiết bên trong, và họ không có đưa cái con số tiền là bao nhiêu, và không thấy có hàng không nha quý vị nha. Hàng không không có này. Hàng không có này. 1.200 không có này. 1.200 không có. Đó thì chúng ta sẽ chờ xem cái bill này nó có thông qua hay không. Thì chiều ngày hôm nay nếu mà cái bill của Tổng thống và Pelosi và ông Newton mà thông qua thì chắc chắn cái bill này sẽ dẹp luôn và nhanh, cho nó đỡ khỏi bận đâu quý vị. Thì khỏi phải vote luôn, nhưng mà chắc là họ cũng sẽ vẫn vote để lấy lệ thôi. Còn lại nếu như cái bill buổi chiều ngày hôm nay đàm phán mà không có xong thì có khả năng những cái bill này sẽ có khả năng 50-50. Thì
Vanessa sẽ cũng chia sẻ những cái nội dung mới này, nó có cái sự thay đổi, và cũng xin Vanessa cũng xin tạm dừng cái video tại đây, và rất mong quý vị hãy like, share, ủng hộ cho Vanessa, cũng như ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Vanessa nha. Và em cũng đang làm một số những cái tiểu bang về cái khoản nhận cái tiền thực phẩm, phiếu thực phẩm, thức ăn cho trẻ em đó quý vị. Ở trong cái đợt 2 này thì quý vị có thể đón xem, em sẽ làm dần dần, tại vì rất nhiều tiểu bang đã được rồi á, nhưng mà tại vì em không có thời gian để làm. Và hôm qua tiểu bang California thì em cũng đã chia sẻ qua rồi, còn chi tiết thì có thể em sẽ làm tiếp theo trong những cái video sau. Tại vì nó vẫn chưa có tiền đâu quý vị, nó mới chỉ đồng ý gia hạn thôi, còn lại cái ngày để nhận tiền nó vẫn chưa có được. Họ vẫn nói là từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 12 cơ, thì chúng ta vẫn phải chờ, nên quý vị cứ yên tâm, không lo là chúng ta sẽ bị mất cái khoản này đâu. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Bye bye!